Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Mẹ chở cu xin đến trường nhưng lại không thấy một bên giày đâu, không biết siêu quậy đã làm mất ở đâu. Hôm sau cũng y như vậy, hình như có thế lực nào đó lấy mất một bên giày của xin thì phải. Tiếp theo, Masao kể với mọi người về việc mình với mẹ dậy sớm nhặt được chiếc ví chứa đầy tiền bên trong. Nghe xong, cả nhóm tỏ ra vô cùng thích thú và quyết định sẽ thức giấc sớm để được giống đầu cơm nắm. Ngoài ra, vì sợ thời tiết xấu nên thầy hiệu trưởng phải sửa lại đường ống nước. Thầy nhờ các cô giữ thang cho thầy vì sợ ngã. Xin cũng có mặt ở đó, không biết sẽ có gì xảy ra đây. Cuối cùng, sau trò ném bóng, bố đã làm hỏng tủ lạnh nhưng giờ không biết phải để đồ vào đâu. Cùng xem chuyến đi tìm chỗ cất đồ đông lạnh của bố và siêu quệ nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim Chiếc giày bị mất. Sáng nay, mẹ chở Cusin đến trường, có vẻ ông nhõi đã ngủ quên nên mẹ phải phóng xe đạp với tốc độ kinh hoàng thì mới có thể đưa cu cậu đến trường đúng giờ được. Vừa kịp đến trường, cứ tưởng mọi thứ đã ổn thỏa thì mẹ phát hiện ra xin bị mất một chiếc giày. Mẹ bực mình, hỏi siêu quậy sao lại bị mất thì cu cậu chỉ đùa giỡn, thậm chí còn làm điệu ngoái mông khiến mẹ tức điên lên. Hôm nay, toàn trường sẽ đi tham quan. May cho siêu quậy là có thầy hiệu trưởng ngăn lại, không thì cậu nhóc đã no đòn vì cái tội làm mất giày rồi. Trên đường đi về nhà, mẹ Misae tìm xung quanh đường đi vừa nãy. Nhỡ đâu, nó rơi xuống máy bán hàng tự động thì sao? Hay là bị vứt vào thùng rác rồi? Mẹ cứ băn khoăn mãi. Đêm tối, mẹ bỗng nhìn thấy quyển truyện cô bé lọ lem mà Cusin đang đọc dở. Có gì đó không ổn ở đây. Sáng hôm sau, cu cậu lại đi học muộn, làm mẹ phải đạp xe như ma đuổi, suýt thì lao xuống cống. Mãi mới đến được lớp, mẹ quay ra thì lại thấy siêu quậy chỉ còn một chiếc giày mà rõ ràng ban nãy ngó xuống vẫn thấy cả hai chiếc mà. Không biết nói gì nữa, mẹ Misae đành đạp xe với tâm trạng bực mình. Đi qua một căn nhà thì thấy có một cô gái đang để hai chiếc giày ở ngoài ban công, xem có ai làm rơi không. Nhưng đợi đã, hai chiếc này y hệt cái của Shin. Thế là mẹ dừng lại để hỏi chuyện, hình như đó đúng là giày của siêu quậy. Sau đó, mẹ được cô chủ nhà mời vào uống trà. Cô ấy kể lại rằng mấy hôm nay cứ có người ném giày vào trong nhà cô, không những một mà lại còn ném hai lần vào, nên cô quyết định để hai chiếc giày ở ngoài xem có ai lấy không. Lúc này mẹ Misae xấu hổ quá, chỉ biết cúi gằm mặt xin lỗi cô chủ nhà vì thằng con hiếu động của mình. Cô chủ nhà vẫn không hiểu sao ông nhõi lại ném giày vào đây. Mẹ nhìn kỹ cô ấy một lúc rồi cũng hiểu được lý do tại sao. Cô xin vừa đi học về đã bị mẹ thưởng cho một quả ổi to tướng luôn, thế mà siêu quậy vẫn còn cười được chứ. Hóa ra cứ mỗi sáng đi học, xin nhìn thấy vẻ đẹp của cô chủ nhà khiến cậu nhóc mê mẩn nên đã cố tình đá chiếc giày vào đó để thu hút sự chú ý. Rồi siêu quậy lôi ra cuốn truyện mà mình đang đọc, tự tưởng tượng mình là chàng lọ lem xinh đẹp được cô chủ nhà đem giày đến để cầu hôn. Xin bị mẹ quát cho một trận liên hoàn vì cái tội ném giày vào nhà người khác. Cụ cậu cũng mặc kệ, còn thắc mắc nếu ném đôi giày thối của bố vào thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Mới nghe đến vậy thôi mà bé Hima đã muốn ngất xỉu luôn. Mẹ bảo ông nhõi rằng sáng mai phải đi cùng mẹ đến xin lỗi cô chủ nhà đó. Chẳng có chút lo sợ nào, cụ cậu còn tỏ ra vô cùng thích thú vì được gặp cô chủ nhà xinh đẹp. Sáng hôm sau, cả ba mẹ con xin đến nhà của cô ấy. Không hiểu sao trông cụ cậu lại lo lắng thế. Cô ấy mở cửa ra, siêu quậy lập tức khí thế bừng bừng, rồi lại còn bày đặt ngại ngùng nữa. Cô ấy giới thiệu ba đứa con nhỏ cùng chồng của mình cho ba mẹ con. Cụ xin thấy thế thì con tim như chết lặng. Mẹ khuyên siêu quậy nên từ bỏ chuyện này đi, nhưng ông nhỏ nhất quyết không chịu. Dù là gái có chồng, xin cũng không bỏ cuộc đâu. Lại là một buổi sáng đi học muộn nữa, nhưng ai kia cứ nhất quyết đòi mẹ phải dừng lại ở nhà cô ấy, thả thính vài cái rồi mới chịu đi học cơ. Ca này đúng là hết cứu. Tập phim Dậy sớm để thành công. Sáng nay, lớp Hoa Hướng Dương ngồi trên xe buýt của trường để đi đến đâu đó thì phải. Tranh thủ, Masao kể lại với các bạn rằng sáng nay khi mẹ và cậu nhóc đang đi bộ thì nhặt được một chiếc ví rơi ở đường. Mở bên trong ví ra có đến tận 30.000 yên, đúng là một số tiền lớn. Sau đó cô xin lại nói đều vài câu khiến mọi người nghĩ rằng đầu cơm nắm nhặt được của rơi thì tạm thời đút túi. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, Masao và mẹ đã mang chiếc ví ấy đến đồn cảnh sát rồi. Chú cảnh sát ở đó có nói, nếu như không ai đến nhận chiếc ví này thì Masao hoàn toàn có thể lấy số tiền 30.000 yên đó về. Như vậy thì nhóc ấy sẽ giàu to đấy. Kazama thấy việc dậy sớm có lẽ cũng là một điều gì đó may mắn đấy chứ. Nghe vậy, cả biệt đội phòng vệ Kasukabe hào hứng hẹn nhau sáng mai sẽ dậy sớm để thành công. Ai cũng đã đoán trước được việc siêu quậy là người đến muộn nhất rồi. Nhìn thấy các ông bà lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, thế là xin quyết định nhảy điệu ngoái mông để góp vui.
Cả nhóm lúc này thì chỉ tập trung nhìn xung quanh xem có chiếc ví nào bị rơi hay không thôi. Kazama thấy vậy liền nói, dậy sớm có phải là để kiếm tiền đâu mọi người, mà là để có được một ngày tràn đầy năng lượng. Nhưng chả có ai nghe nhóc ấy cả, các bạn chỉ lo đi tìm ví tiền. Nene đã nghĩ ra nếu có 30.000 yên thì cô bé sẽ đi mua thỏ bông. Kazama thấy không nên tham lam với tiền nhặt được như vậy. Bỗng Masao hét lớn, đầu cơm nắm nhặt được một chiếc thẻ hình nhân vật Moepi siêu hiếm mà Kazama vô cùng thích. Masao bảo rằng chắc lại phải đem ra đồn cảnh sát làm cho cậu bạn khóc ròng. Cậu nhóc quyết định sẽ đi tìm xung quanh xem còn cái thẻ nào không. Chị đại ra bãi cỏ tìm được một cái kính áp tròng. Cô bé bắt đầu tưởng tượng ra đây là kính áp tròng của một anh chàng lãng tử nào đó đánh rơi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thế là có một anh trai với vẻ đẹp ối rồi ôi đến và bảo đó là kính áp tròng của mình. Để cảm ơn Nene thì anh trai có tặng một cái kẹo, nhưng cô bé đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất rồi. Kusin ở đây thì đang dùng cái radar bằng mông của mình để tìm báu vật. Vô tình cậu nhóc đã thu hút được sự chú ý của một chú chó lạc chủ. Nó cứ bám theo cậu nhóc mãi nên phải tìm cách cắt đuôi. Hóa ra đây là chó của một chị gái rất xinh đẹp. Ông nhõi nhìn có vẻ tiếc nuối khi không bắt chuyện được với chị gái kia. Nhưng không hiểu sao cô cậu lại phát hiện ra cô Matsuzaka đang say xỉn. Trời đất, mới sáng sớm ra mà cô giáo đã như vậy rồi. Sau một hồi tìm kiếm, không tìm được gì nên cả nhóm nản lắm. Đang đứng thì có một chiếc túi ni lông bay về phía Masao. Nhìn quanh thì thấy công viên toàn là rác nên cả nhóm quyết định sẽ dọn dẹp trong công viên. Bồ lúc này thấy được một tờ vé số, đang định nhặt lên thì nó lại bay đi mất. Tờ vé số bay đến một chỗ ông lão đang ngồi. Dở ra thì đây là tờ vé trúng số độc đắc, đúng là đen thật. Siêu quậy thì nhặt được một chiếc chìa khóa của ai đó. Bác hàng xóm đi qua và thấy nhóm của Shin dậy sớm để dọn rác trong công viên. Vậy là bác ấy thưởng cho mọi người nước ngọt. Đầu cơm nắm thấy dậy sớm hóa ra cũng có ích đấy chứ. Cả bọn lúc này mới thắc mắc về sự biến mất của Kazama. Nãy vẫn thấy cậu nhóc đi tìm gì đó. Hóa ra Kazama đang ở đồn cảnh sát trình báo về việc mất chìa khóa nhà. Nhóc ấy giờ mới hiểu dậy sớm chả có tác dụng gì cả. Nhưng Kazama cũng đâu có biết rằng chính siêu quậy là người nhặt được chìa khóa nhà của mình. Tập phim giữ thang cho thầy hiệu trưởng. Hôm nay trời thổi gió rất mạnh nên các cô giáo phải giữ thang cho thầy hiệu trưởng sửa lại ống nước. Thầy ấy thì cảm thấy hơi ngại nhưng vẫn phải nhờ các cô vì sợ mai trời sẽ có tuyết. Cô Matsuzaka cứ phàn nàn vì có mỗi cái thang mà tận 3 người giữ. Cô Yoshinaga còn phải đi bán gà và đậu phụ lúc 5 giờ. Cô Ageo thì chẳng có việc gì. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô Matsuzaka thả tay ra để ôm mặt. Cô Yoshinaga rất khó chịu trước thái độ này nên đã mắng cô ấy. Thế là cả hai quay ra cãi nhau, xém tí thì choảng nhau luôn. Cô Ageo thấy vậy cũng bỏ tay ra can. Thầy hiệu trưởng thì vừa làm xong, đang định bước xuống thì cái thang suýt đổ làm thầy có một phen hú vía. May mà các cô đã kịp giữ lại. Thầy lại chuyển sang vị trí khác và dặn các cô đừng cãi nhau mà hãy tập trung vào giữ thang đi vì thầy sợ ngã lắm. Đang giữ thì Xin đến, điều này như một điềm báo chuyện chẳng lành vậy. Thầy nghe thấy tiếng siêu quậy nên quay ra chào. Cô cậu nhìn chả hiểu thầy đang làm gì trên đó. Thầy bảo đang sửa máng nước. Nghe thế ông nhõi bảo cũng muốn làm. Cô cậu lúc này leo lên thang nhưng bị các cô ngăn lại, làm cái thang rung lắc kinh hoàng khiến thầy hiệu trưởng sợ hết hồn. Mãi thầy mới làm được, còn siêu quậy đứng ở dưới bắt trước. Cô Yoshinaga không biết Shin còn định đi chơi không hay về luôn thì ông nhõi bảo mình phải về vì còn phải đưa đồ cho mẹ nữa. Các cô sau đó dặn siêu quậy về luôn đi, không đồ ăn hỏng mất. Lúc này mới nhớ ra là có đồ ăn. Cô Shin lôi ra một chiếc bánh bao nóng hổi khiến cả ba cô thèm nhỏ cả dãi. Các cô bảo rằng siêu quậy nên về nhà ăn thì hơn, nhưng cu cậu không chịu, muốn vừa ăn vừa xem mọi người làm việc. Cô Matsuzaka mắng cô Ageo, bảo rằng cô ấy thuyết phục ông nhõi đi về. Rồi cô Ageo định bảo nhờ cô Yoshinaga thì thấy cô ấy đang ngơ ngơ rồi. Hình như cô giáo đang tưởng tượng ra cảnh ngồi cạnh cái máy sưởi thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi và thời tiết này thì còn gì bằng. May mà cô Matsuzaka hét lên một cái nên cô Yoshinaga đã tỉnh mộng. Vì ngại quá nên đành phải chối đây đẩy là có đang nghĩ gì đâu. Gió lại thổi khiến các cô rét run. Cô Matsuzaka lúc này nghĩ ra kế đưa Shin về nhà để được trốn. Nhưng như vậy thì cô Yoshinaga sẽ ngăn cản và chiếm luôn suất trốn đó. Vì đó là học sinh của cô ấy mà. Nhìn siêu quậy mà cô Matsuzaka tiếc hùi hụi vì không phải học sinh lớp mình. Cô Yoshinaga lúc này cũng có suy nghĩ tương tự như đối thủ bên kia. Cô Ageo thấy đồng nghiệp của mình cứ đứng thở dài mà chả hiểu có chuyện gì xảy ra. Thầy hiệu trưởng lúc này bảo Shin hãy đi về đi, không trời tối đó. Nhưng cu cậu không chịu. Cô Matsuzaka cũng lên tiếng khuyên nhủ. Cô Yoshinaga cũng nói vậy.
Ông nhõ thì bảo muốn xem thầy làm việc. Thầy không hiểu, bộ có cái gì đáng xem ở đây à? Mãi mà cu cậu vẫn không chịu về, thế là hai cô quát xin, bảo mau về nhà. Thầy hiệu trưởng thấy vậy cũng nói rằng nếu muốn thì hai cô giáo có thể về, nhưng đâu ai dám. Cô Yoshinaga lúc này bực bội vì siêu quậy là học sinh của mình mà cô Matsuzaka lại đi nói chen vào. Hai cô cãi nhau, nhưng tay thì vẫn nắm chặt cái thang. Nhân cơ hội này, cô Ageo xin phép về trước vì thấy hai cô đã giữ thang đủ chật rồi, tiện thể đưa xin về luôn. Thấy cô Ageo đáng yêu quá nên siêu quậy tặng cô một chiếc bánh bao. Yoshinaga và Matsuzaka chỉ bất ngậm ngùi đứng nhìn mà không biết bao giờ mới được về nhà. Tập phim Tủ lạnh bị hỏng. Vì là chủ nhật nên hôm nay bố được nằm dài ra xem TV. Cảm giác này sướng vô cùng. Xin cũng thấy rất vui vì mẹ đã đi siêu thị rồi nên không bị ai mắng mỏ nữa. Bố cũng nghĩ như vậy. Cu cậu mong mẹ đi càng lâu càng tốt. Bố đồng ý với ý kiến trên. Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau. Siêu quậy sau đó nói rằng mẹ cũng rất tuyệt mỗi khi thức dậy vào sáng sớm. Bố còn bồi thêm, bảo mặt mẹ lúc mới ngủ dậy cứ chảy xệ xuống trông hài lắm. Rồi ông nhọ dí luôn cái mic vào làm bố sợ hết hồn. May là cái loa đã rút điện rồi, không thì sẽ có án mạng mất. Cu cậu dù bố chơi ném bóng, nhưng bố chỉ muốn nằm xem tivi thôi, vì hôm nay là ngày nghỉ mà. Siêu quậy năn nỉ đủ kiểu thì bố mới chịu chơi với cậu nhóc. Nhưng bố bảo chơi trong nhà được không? Xin thấy chơi trong nhà thì sẽ không ổn với mẹ Misae. Nhưng mẹ đâu có ở đây, bố nói. Thế là hai bố con quyết định chơi ném bóng trong nhà. Bố ném bóng nhưng vì đang mải xem tivi nên lỡ tay ném cái dầm vào tủ lạnh. Nhìn vết tích mà bố để lại khiến cả hai người đổ mồ hôi hột. Xin không thể hiểu nổi sao bố lại bất cẩn như vậy. Mở cửa tủ lạnh ra xem sao thì ôi thôi, nó hỏng luôn rồi. Như này thì bố đi chân lạnh toát, mặt bố tái mét lại. Bố nhanh chóng gọi thợ đến sửa, may sao mà họ sẽ đến trong 3 tiếng nữa. Siêu quậy mừng ra mặt vì như này thì không bị mẹ đánh rồi. Bố cũng lo sốt vó nên muốn xem thử có sửa được gì trong lúc đợi thợ không. Giờ thì phải giải quyết đống đồ đông lạnh đã. Bố bảo thằng con ra lấy thùng cắt tông vào đây để đồ vào. Mãi mới mở được thì thấy mẹ đã chất một đống đồ vào đó. Để hết đồ vào thùng rồi giải đá lên trên. Bố vẫn lo như này thì không thể nào để được trong 3 tiếng. Hết cách, hai bố con đành chạy sang nhà chú Roberto định nhờ cất hộ. Vì chú là người Nga nên bố nói vài câu tiếng Nga. Xin thì thấy nó chả khác gì tiếng Nhật cả. Bố lại chuyển sang tiếng Anh nhưng lại không biết từ tủ lạnh trong tiếng Anh là gì. Chú Roberto thấy thùng đồ, tưởng rằng bố đem đi tặng, nhưng làm gì có chuyện đó hả trời. Hai bố con lại đi tìm nhà khác, sang được nhà hai vợ chồng Michi và Yoshirin gửi, nhưng bố lại thấy trong đó có cái gì đó lạ lắm. Trong tủ lạnh là đồ ăn cho chỗ cá mới mua của họ. Bố và siêu quậy tiếp tục hành trình của mình, vào siêu thị mua đá để giải lên. Đúng lúc này, hai người lại gặp chị Yumi. Chị ấy nhìn thấy hai bố con thì lập tức tỏ ý mời để tặng đồ ở nhà mình, nhưng hơi xa nên chắc phải đi ô tô đó. Cuối cùng thì cũng tìm được người giúp. Xin thấy gửi đồ là một chuyện, nhưng hình như bố có ý định khác thì phải. Bố tức giận, quát cậu nhóc một trận. Cả hai về nhà chất đồ lên xe để đi. Siêu quậy vì biết sang nhà chị Yumi nên ăn mặc rất bảnh trai. Bố sau đó giục cu cậu nhanh lên, không hỏng đồ mất. Đến được nhà chị ấy, ông nhỏ thích lắm. Cậu nhóc thấy hỏng tủ lạnh cũng hay đấy chứ. Bố bảo mình cũng nghĩ như vậy, rồi nhận ra bị cậu con trai gài cho một cú nên cay lắm. Chị Yumi mời hai người vào nhà. Xin nhận xét đây đúng là nhà của người độc thân nên vừa sạch vừa thơm. Chị ấy dẫn bố ra chỗ tủ lạnh cất đồ. Siêu quậy tranh thủ thăm thú xung quanh, cứ nghĩ là cu cậu đang phá phách gì đó nên bố hốt hoảng chạy vào phòng khách. Hóa ra Xin chỉ đang ngồi đọc cuốn kỷ yếu của chị Yumi thôi. Chị đồ ông nhõ tìm được mình trong đó. Bố nhìn phát đã chỉ ra được luôn, nhưng cu cậu thì muốn tự tìm cơ. Thế là chị Yumi lôi ra một cuốn kỷ yếu khác. Lúc này mẹ vừa hay về đến nhà, thấy anh thợ sửa tủ lạnh nên mời anh ấy vào nhà. Anh thợ không hiểu sao có người lại để cái tủ lạnh ra nông nỗi này. Mẹ Misae đã nhìn thấy trái bóng trời cùng vết tích của nó, phen này thì bố và siêu quậy nó đòn. Ở phía bên kia, bố và Shin vẫn đang ăn uống, cười đùa vui vẻ ở bên nhà chị Yumi mà không hề biết có một cơn giận lôi đình đang đợi ở nhà. Và đó là những câu chuyện thú vị của Shin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Ya, mata ne!